Đây là đội hình ra sân của đội tuyển Malaysia trận đấu ngày hôm nay. Trong khung thành là thủ môn Farizan mang áo số 1, số 2 là Matthew Davis, số 5 Dion Vunkun, số 7 Mohamed Adin, số 11 Safawi Rashid, số 13 là Sumare, số 14 Siamer Kuti, số 15 Brandon Gan, số 16 Lucrecio, số 20 Siafik và số 22 là Corbinong. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia là ông Tan Cheng Hue. Đây là tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là ông Ryuji Sato, người Nhật Bản, một người đã từng điều khiển các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League vào năm 2014. Còn đây là đội hình ra sân của chúng ta. Trong thành vẫn là thủ môn mang áo số 1 Bùi Tấn Trường, cao thủ số 2 Đỗ Duy Mạnh, số 3 Quế Ngọc Hải, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 8 Nguyễn Trọng Hoàng, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 20 Phan Văn Đức và số 22 là Nguyễn Tiến Linh. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Park Hang-seo. Như vậy là so với đội hình trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia hôm nay, huấn luyện viên người Hàn Quốc thay tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên rồi, trên các khán đài của sân Amaktum ngày hôm nay vẫn có những cổ động viên Việt Nam đến để tiếp lửa cho thầy trò viên Park Hang-seo. Có khoảng vài trăm cổ động viên Việt Nam đang có mặt ở bên phía khán đài B. Chúng ta có thể cảm nhận được tiếng hò reo, tiếng hát giúp cho các cầu thủ của chúng ta tự tin hơn. Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài người Nhật Bản ông Ryuji Sato đã vang lên. Trận đấu mà cả hai đội tuyển Việt Nam cũng như là Malaysia sẽ hướng tới mục tiêu giành 3 điểm. Nếu như có 3 điểm trước đội tuyển Malaysia thì đội tuyển Việt Nam gần như sẽ chắc suất giành vé đi tiếp với ít nhất là một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Một trận đấu mà cả hai đội đều quyết tâm để giành chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta với vị trí như hiện tại chỉ cần có được một điểm, một trận hòa ở trận đấu này là sẽ chắc chắn kết thúc vòng đấu bảng của bảng G ở vị trí của một trong hai đội dẫn đầu. Trong khi chỉ có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đội tuyển Malaysia mới còn cơ hội mong manh để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Đấy, không có gì nguy hiểm khi mà các cầu thủ của chúng ta vẫn bọc lót cho nhau rất tốt trong tình huống vừa rồi. Trên sân của đội tuyển Indonesia, Trọng Hoàng là người đã kiến tạo một đường chuyền ở trung lộ gần tương tự như vừa rồi, nhưng ở vị trí xa hơn để cho Tiến Linh ghi bàn. Vừa rồi chút nữa thì kịch bản đó đã được lặp lại nếu như hậu vệ của Malaysia không kịp thời cản phá. Trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia thì Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng của chúng ta bị treo giò và cả hai đều đã trở lại ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đình Trọng Hoàng là người đá chính, còn Đình Trọng đang có mặt trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam. Không được, pha ngăn cản hợp lệ của Lương Xuân Trường. Trọng tài người Nhật Bản ông Sato đã kiên quyết nói không với tình huống ngã vừa rồi của cầu thủ nhập tịch người Gambia Sumare. Một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam ở khu vực giữa sân. Ông Sato rõ ràng là một gương mặt không còn quá xa lạ với những cầu thủ Việt Nam. Trận đấu mà Brandon Gan trở lại sau án treo giò trận đấu trước. Và phạm lỗi của Sumare với Phan Văn Đức. Cầu thủ Malaysia đã quá hiểu về sự nguy hiểm trong những pha phản công tốc độ của đội tuyển Việt Nam. Và vừa rồi là một tình huống phạm lỗi là cần thiết của Sumare để tránh cho đội nhà phải đối diện với một tình huống tấn công nguy hiểm. Cơ hội sút xa khá bất ngờ, đó chính là Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu mới chỉ trở lại và chắc chắn là lúc này chưa thể có được cảm giác bóng tốt nhất. Cho đối thủ. Trọng Hoàng lại bị phạm lỗi và thêm một lần nữa người bị trọng tài nhắc nhở lại là Sumare. Đã có những phản ứng của trợ lý Lee Jung-jin và trọng tài người Nhật Bản ông Sato đã phải ra nhắc nhở đối với trợ lý Lee. Những tiếng hô vang trên khán đài của sân Amaktum Việt Nam.
sẽ lại là một tình huống treo bóng bổng nữa. Dứt điểm. Cú rút không gây bất ngờ của Hoàng Đức. Chúng ta cùng xem lại pha tranh cướp bóng rất quyết liệt và sau đó là một quyết định sút xa của Hoàng Đức. Tiền vệ trong trận đấu ngày hôm nay chơi bên cạnh Lương Xuân Trường rất tốt. Tuấn Trường, sức ép mà đội tuyển Malaysia tạo về khung thành của Bùi Tuấn Trường cho tới lúc này chưa phải là quá lớn, được kết thúc bởi Văn Thành sau 53 đường chuyền. Lương Xuân Trường chuyền rất hay, không hề có lỗi việt vị, căng ngang. Rất tiếc cho Tiến Linh, bàn thắng đã đến rất gần với Tiến Linh và đội tuyển Việt Nam. Phải nói rằng là may mắn đã mỉm cười với đội tuyển Malaysia trong tình huống này. Rất hiếm khi chúng ta thấy Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội trong một tình huống ngon ăn như thế này. Hoàn toàn không việt vị, khung thành gần như đã mở toang. Một đường kiến tạo quá tuyệt vời của Đoàn Văn Hậu. Rất tiếc là Tiến Linh, chủ phòng cắm của chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại World Cup năm nay và giúp cho đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở trận đấu này. Trọng Hoàng, cài người rất khôn ngoan. Chúng ta thấy là các cầu thủ Malaysia rất khó để có thể tranh cướp bóng trong chân của Trọng Hoàng, một cầu thủ có kỹ thuật quá giả dờ và khả năng tì đè và cài người rất tốt. Sút chưa đủ khó để khuất phục được Tấn Trường. Đó là cú dứt điểm của Siafik Ahmad. Chân sút có thành tích ghi bàn tốt thứ hai của Malaysia tại vòng loại World Cup năm 2022. Các cầu thủ đá phía trên của chúng ta lập tức gây áp lực ngay bên phần sân của đối phương và đã bắt được bóng. Cú dứt điểm là của Phan Văn Đức. Chúng ta đang rất nỗ lực để khai thác điểm yếu ở hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia. Vừa rồi là cơ hội để cho Phan Văn Đức có thể mở tỷ số của trận đấu. Ở trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng đấu trước thì Phan Văn Đức cũng đã có một tình huống xuống bóng bên phía cánh trái và quyết định dứt điểm ở góc hẹp, bóng đi chìm nhưng đã không thể đánh lừa được thủ môn của Indonesia. Gần một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp một trận đấu đang chuẩn bị trôi qua, đội tuyển của chúng ta vẫn đang là những người có được những cơ hội rõ ràng hơn. Hoạt động một tình huống phản lỗi từ phía sau của tiền vệ phòng ngự bên phía đội tuyển Malaysia, đó là Siam Kuti. Lần này người thực hiện quả đá phạt không phải là Hoàng Đức nữa mà sẽ là Lương Xuân Trường. Đây là một cú ly cực kỳ thích hợp cho một tình huống treo bóng bổng vào trong khu vực 16m50. Xuân Trường. Coi! Bóng tới đầu của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên trước đó có lẽ là trọng tài đã bắt lỗi của một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là lỗi việt vị. Như vậy là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh là hai cầu thủ đã di chuyển quá sớm và rơi vào bẫy việt vị trong pha đua tốc độ giữa Trọng Hoàng và Sumare. Có lẽ kể cả nếu như bóng không đi ra ngoài sân thì trọng tài cũng sẽ thổi phạt đối với Sumare. Trọng Hoàng rất tự tin vào khả năng tì đè của mình. Công Phượng đã xin bóng. Đã có cú phá bóng của Dion Coombs. Cầu thủ Việt Nam đang thể hiện một lối chơi tương đối đa dạng trong những mảng miếng tấn công của mình. Trong đó có cả những tình huống mà các trung vệ của chúng ta băng lên và xâm nhập vòng cấm đối phương cực kỳ bất ngờ. Xuân Trường và Hoàng Đức sẽ là những cầu thủ luân phiên nhau thực hiện những quả đá phạt và phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Với những quả đá chếch về bên phía cánh trái sẽ là Xuân Trường thực hiện, còn bên phía cánh phải là Hoàng Đức. Xuân Trường, Tiến Linh và Công Phượng là những người đã tham gia quả phạt góc dẫn tới bàn thắng ở trận đấu gặp Indonesia. Và lần này liệu kịch bản đó có lặp lại không? Coi! Đánh đâu! Bắn! Xuân Trường của Việt Nam! Đó là Tiến Linh! Lại là Tiến Linh! Bàn thắng thứ tư của anh ở vòng loại FIFA World Cup năm 2022. Trận đấu thứ hai liên tiếp, Tiến Linh là người mở điểm cho đội tuyển Việt Nam. Cách đây ít phút thì Tiến Linh đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc. Nhưng giờ thì anh đã không lặp lại điều đó nữa. Vâng, và rất trùng lập khi người kiến tạo cho Tiến Linh không ai khác lại là Đoàn Văn Hậu.
Trước đó Văn Hậu đã tạo ra một cơ hội 10-10 để Tiến Linh mở tỷ số nhưng anh đã bỏ lỡ. Nhưng lần này thì không, Văn Hậu đã không cá nhân, anh đã không đánh đầu thẳng về phía khung thành của đối phương mà thực hiện một pha đánh đầu kiên tạo dành cho đồng đội. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Malaysia đã hoàn toàn bị đánh tơi bời ở tình huống này. Khả năng quan sát và kiểm soát lực bằng đầu vừa rồi của Văn Hậu là cực tốt. Rất nhiều cầu thủ với những cơ hội như vừa rồi sẽ thực hiện một cú đánh đầu thẳng về phía khung thành đối phương, nhưng Văn Hậu thì không. Anh quan sát và thực hiện một pha kiến tạo bằng đầu cực tốt, đúng với vị trí bằng vào để thực hiện cú đánh đầu của Tiến Linh. Đúng là ở thời điểm hiện tại, tìm ra một trung phong cắm để thay thế được vị trí của Tiến Linh là rất khó. Lúc này các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang dẫn Indonesia với tỷ số 2-0. Từ đầu trận đấu chúng ta thấy là Đoàn Văn Hậu đã bắt chết được Siafik, cầu thủ số 11 cực kỳ nguy hiểm bên phía đội tuyển Malaysia. Một phút cooling break dành cho hai đội, cũng như giải đấu UEFA Euro 2020. Và trong thời gian này thì quý vị cũng đừng quên những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Đó là không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận đấu khác. Đặc biệt là việc quán triệt không được tiếp xúc giữa những người đang cách ly trong các khu vực tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám chữa bệnh để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh. Trong trận đấu trước gặp đội tuyển Indonesia, trước một đội bóng có lối chơi phòng ngự một cách tiêu cực và đá rất rắn, rất xấu, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn ở trong hiệp 1. Nhưng trước một đối thủ khó chịu hơn rất nhiều là Malaysia, với một lối chơi lạnh lùng, biết mình biết người, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng. Công Phượng, Công Phượng, Văn Hậu. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia, ông Tan Chang Hwee và các cầu thủ rất hợp lý. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài người Nhật Bản ông Sato rút ra. Thẻ đầu tiên của trận đấu đã được rút ra và có lẽ nó thuộc về hậu vệ cánh trái Lawrence. Một tình huống mà Hoàng Đức đã nhận được bóng sau pha tranh cướp bóng và chuyền bóng của Xuân Trường, và Lawrence đã buộc phải phạm lỗi ở giữa sân. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài người Nhật Bản ông Sato rút ra. Thời tiết rất nóng và nó khiến cho thể lực của các cầu thủ của cả đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng như của Malaysia đến thời điểm này đã có phần bị suy giảm. Nguy hiểm, pha cứu thua tuyệt vời của Tân Trương. Một tình huống cứu thua mà có lẽ là các cầu thủ Malaysia không thể tin được. Siafik Ahmad đã có một cú đánh đầu rất hiểm, nhưng Tân Trường với chiều cao và với sải tay rất tốt của mình đã kịp thời cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội tuyển Malaysia đã bị thủ môn Bùi Tuấn Trường từ chối. Với màn thể hiện như thế này thì chúng ta có thể hiểu tại sao Tuấn Trường tự tin là ngay cả nếu như Văn Lâm có mặt ở Dubai thì cũng rất khó để có thể cạnh tranh vị trí bất chính với anh. Quá hay, quá xuất sắc. Một trận đấu mà người ta đã nói rất nhiều đến việc Tuấn Trường cần phải thể hiện được mình trong cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia. Tình huống mẫu bầu vừa rồi là một trong những lời cảnh tỉnh đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và đá phạt góc của đội tuyển Malaysia, toàn hô Tấn Trường. Và cản phá là của Đoàn Văn Hậu. Khoảng trống. Sẽ có một quả đá phạt dành cho đội tuyển Malaysia. Ông Sato đã quyết định thổi phạt pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Theo quan điểm của tôi thì đó là một quyết định chính xác. Một tình huống đá không vào trúng bóng của Văn Hậu. Và đây là một cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Malaysia. Một quả đá phạt trực tiếp với cự ly và góc sút khá lý tưởng. Và chúng ta cùng chờ đợi là Tuấn Trường sẽ tiếp tục có được sự tập trung.
Đây là một vị trí đá phạt mà cầu thủ số 11 Safawi Rashid luôn có những cú đá rất nguy hiểm. Đúng là Safawi Rashid sẽ là người đứng trước quả đá phạt này cho đội tuyển Malaysia. Anh đã có được 2 bàn thắng ở vòng loại bằng với số bàn thắng của Siafik Ahmad và kém người dẫn đầu đó là Sumare. Một bàn ở đội tuyển Malaysia. Có được bàn gỡ hòa hay không trong hiệp 1 của đội tuyển Malaysia phụ thuộc rất nhiều vào quả đá phạt này. Safawi đang lấy đà một cách rất tập trung. Safawi Rashid. Hoàn hồi tận trường. Tận trường một lần nữa xuất sắc để cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Và đổ người đấm bóng chính xác. Khi chúng ta chỉ dẫn 1-0, tấn trường chọn giải pháp an toàn đó là đấm bóng. Còn nếu như chúng ta dẫn sâu, những tình huống như vừa rồi, tấn trường hoàn toàn có thể thử nghiệm khả năng bắt dính bóng của mình. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, quả phạt góc cho đội tuyển Malaysia. Siamer khá nguy hiểm. Bóng đã tuyệt qua đầu của tiền đạo nhập tịch Guilherme Lucrecio. Lucrecio cùng với Safawi Rashid là hai cầu thủ thi đấu rất mờ nhạt trên hàng tấn công của Malaysia ở hiệp 1 này. Phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Đây là Matthew Davis. Chết. Khá nguy hiểm. Cú vào! Phải nói rằng đó là một tình huống may mắn với đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm chân của một cầu thủ áo đỏ đổi hướng. Thủ môn Tấn Trường gần như đã phải đứng chôn chân. Nhưng rất may là bóng đi chạy khung thành. Người đã chạm chân vào bóng tình huống này là Đoàn Văn Hậu. Một quả phạt góc nữa cho đội tuyển Malaysia trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Vừa rồi thì chân sút nhập tịch người Brazil. Chân sút người Brazil nhập tịch đã phần nào thể hiện được sự nguy hiểm của mình. Rất tốt, các cầu thủ bọc lót cho nhau rất tốt. Và tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận đấu của trọng tài Sato đã vang lên. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã bắt đầu. Nhưng lần này thì trọng tài người Nhật Bản, ông Sato đã quyết định rút thẻ đối với cầu thủ nhập tịch của Malaysia này. Như vậy là cả hai thẻ vàng ở trong trận đấu ngày hôm nay đến thời điểm này đều thuộc về phía cầu thủ Malaysia. Trong hiệp 1 là chiếc thẻ dành cho hậu vệ cánh Lawrence và phút đầu hiệp 2 là của tiền đạo Sumare. Công Phượng, Akia Rashid. Đó là sự bọc tót cho nhau rất tốt của cao thủ Việt Nam. Tình huống ngăn cản trái phép và phản công của đội tuyển Việt Nam. Thẻ vàng dành cho Siamer Kuti. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thể hiện được những tố chất về mặt kỹ thuật và phối hợp rất lý của mình. Chúng ta không quá chú trọng vào thời gian kiểm soát bóng và chẳng hạn thì Davis và ngăn cản tốt của Đoàn Văn Hậu đã bỏ lót và đoạt lại bóng. Xuân Trường. Công Phương không được. Có lẽ việc đã ghi những bàn thắng bằng chân trái ở giải vô địch quốc gia năm nay khiến cho Công Phương rất tự tin trong tình huống qua người và dứt điểm bằng chân trái vừa rồi của anh. Hoàng Đức đã có mặt ở bên phía cánh trái, Tiến Linh đã có mặt bên phía cánh phải. Công Phượng không truyền cho ai cả và quyết định thực hiện cú dứt điểm. Nhưng đây là tình huống dứt điểm lực không tốt và như vậy có vẻ như huấn luyện viên Park Hang-seo vừa thực hiện hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp. Đức Huy và Văn Thanh là hai cầu thủ vào sân để thay cho Công Phượng và Lương Xuân Trường. Hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt. Đó là tình huống thổi phạt vụ nổ cảm xúc khi ghi bàn rất đẹp mắt ấn định tỷ số 4-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Thắng đến sau kết quả của một tình huống phối hợp lên tới 53 đường chuyền. Đứng trước quả đá phạt cho đội tuyển Malaysia là cầu thủ vào sân thay người Nasmi Faiz. Chúng ta nghe rất rõ Bùi Tấn Trường đang chỉ huy hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thứ
60. Nasmi rất nguy hiểm. Chúng ta vừa được xem lại tình huống quăng xuống rất khôn ngoan phá bẫy việt vị của De Paula. Rất may là cú chạm chân của tiền đạo áo số 16 này, bóng không đi ra sát một trong hai cột dọc khung thành của đội tuyển trưởng và tìm tới đúng vị trí của một đội tuyển Việt Nam chúng ta. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang được huy động tổng lực, cả những cầu thủ đá phía trên cũng sẵn sàng lùi sâu để hỗ trợ cho các đồng đội ở phía dưới. Đối thủ khó chơi, khó chịu rất nhiều. Đội tuyển Việt Nam trong khi không vào, không hiểu vừa rồi là cú dứt điểm hay là đường chuyền của Trọng Hoàng nữa. Một tình huống ghi đậm dấu ấn của Hoàng Đức anh qua một loạt các cầu thủ của Malaysia và thực hiện đường chọc khe mở toang cơ hội cho Trọng Hoàng. Có lẽ vừa rồi đó là cú dứt điểm của Trọng Hoàng chứ không phải là đường chuyền. Cả Trọng Hoàng và Tiến Linh ở trận đấu ngày hôm nay đều đã bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Nếu như tỷ số là 2-0 thì có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết cho những hy vọng có điểm và lỗi ngược dòng của đội tuyển Malaysia. Sự nối tiếc được cảm nhận rất rõ qua phản ứng vừa rồi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của huấn luyện viên Park Hang-seo tình huống bỏ lỡ vừa rồi của Trọng Hoàng. Rất tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ như vừa rồi của Trọng Hoàng. Bởi nếu cách biệt là 2 bàn để có thể tự quyết tấm vé giành quyền vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Và đây là tình huống khiến cho Tiến Linh, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu, bị đau. Một tình huống tiểu xảo của cầu thủ bên phía Malaysia và trên cột trỏ kín của Brandon Gan. Trọng tài Sato đã không quan sát được. Đây là pha bóng nếu trọng tài quan sát được, Brandon Gan xứng đáng phải nhận thẻ. Và chuyển bóng cho De Paula. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của Văn Hậu đối với tiền đạo người Brazil De Paula. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã phản ứng với quyết định của trọng tài người Nhật Bản, nhưng tiếng còi đã cất lên. Quyết định có lẽ sẽ không được thay đổi. Chúng ta cùng xem lại góc quay chậm. Trọng tài chính xác. Đây là tình huống mắc lỗi của Đoàn Văn Hậu. Không phải là một tình huống thổi phạt penalty oan uổng. Văn Hậu đã chơi rất hay, đã có 2 pha kiến tạo cực kỳ tốt, tham gia những tình huống phòng ngự cũng khá tốt kể từ đầu trận, nhưng vừa rồi thì anh đã mắc lỗi. De Paula và Bùi Tấn Trương. Cú sút Tấn Trương đã đoán đúng hướng, nhưng cú sút vừa rồi của De Paula vừa hiểm lại có lực rất căng. Và như vậy là trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Đầu tiên của De Paula ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Malaysia. Nhiều cơ hội để dẫn trước với cách biệt lớn hơn 1 bàn nhưng đã bỏ lỡ, và cuối cùng thì một sai lầm trong tình huống phạm lỗi ở vòng cấm của Văn Hậu đã giúp cho các cầu thủ Malaysia có được cơ hội gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m. Chắc chắn là những phút còn lại sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều khi mà cả hai đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Malaysia đều không hài lòng với kết quả hòa. Tấn Trường đã đoán hướng cực tốt, đối thủ thực hiện cú sút còn tốt hơn. Thủy Davis, Duy Mạnh, bóng
đã phạm lỗi. Người phạm lỗi đó chính là Bellingham. Bellingham là cầu thủ trước đó đã có pha chơi xấu với quén cùi trỏ đối với Tiến Linh. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin có lẽ là đang có những pha nàn với trọng tài Sato về quyết định thổi phạt đền. Hết sức mờ nhạt ở trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo quy định thì ở các trận đấu vòng loại World Cup giai đoạn này, các đội tuyển vẫn được thay 5 người trong một trận đấu sau 3 lượt thay người. Bất cần, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Không được. Cú dứt điểm ở góc hẹp không thực sự hợp lý của Phạm Văn Đức. Những tình huống như vừa rồi thì những pha xuống đáy truyền ngược trở lại hoặc những đường truyền ngang có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào sự nôn nóng của Phạm Văn Đức khi mà anh chưa có được bàn thắng. Văn Toàn! Văn Toàn đã gặp penalty! Vào sân có lẽ chỉ hơn một phút thôi thì Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Một quyết định đưa ra rất nhanh chóng qua trọng tài người Nhật Bản Sato. Rất dứt khoát của ông Yuji Sato. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất do đã bị dính chấn thương hông và vai ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia, giờ thì chúng ta có cơ hội để một lần nữa vươn lên dẫn trước. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phối hợp. Văn Thanh là người chuyền bóng. Trọng tài quan sát rất nhanh một tình huống cài chân của cầu thủ Malaysia đối với Văn Toàn. Lại là một quyết định thổi phạt 11m chính xác nữa của trọng tài người Nhật Bản. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vươn lên dẫn bàn và tiến rất gần tới chiến thắng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ là người đứng trước cơ hội giúp chúng ta vươn lên dẫn bàn một lần nữa. Quế Ngọc Hải là chuyên gia thực hiện những quả 11m cho đội tuyển Việt Nam và chúng ta cùng chờ đợi. Cái duyên và sự sắc sảo của anh từ chớm 11m sẽ là những cú nhảy đá chân sáo hay là những cú ra chân với lực mạnh của Quế Ngọc Hải đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Một chút tiểu xảo về tâm lý của đồng Paula. Quế Ngọc Hải dứt điểm rất chính xác từ số 21 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, tuyệt vời. 82 phút đã trôi qua, chúng ta lần thứ hai có lợi thế dẫn bàn. Vừa rồi thì thủ môn của Malaysia Farizan Marias cũng đã đoán đúng hướng, thậm chí là còn chạm được tay vào bóng. Nhưng cú ra chân của Quế Ngọc Hải là với lực quá căng và chạm tay của thủ môn Farizan chưa đủ để có thể giúp cho anh đẩy được quả 11m của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng thứ hai của trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và nó đang mở ra một cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đề ra. Ở trận đấu này đó chính là chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn, và bàn thắng này lại giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trở lại với ngôi vị đứng đầu của bảng G với 2 điểm nhiều hơn đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nói là những diễn biến hết sức kịch tính trong khuôn khổ bảng G. Quế Ngọc Hải đã có một cú dứt điểm hết sức lạnh lùng đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại lợi thế, và một màn ăn mừng cũng hết sức cảm xúc. Lợi thế cũng như là sự tự tin sẽ trở lại với các cầu thủ áo đỏ, và hy vọng chúng ta sẽ giữ được lợi thế này cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Vừa rồi là một cơ hội để chúng ta có thể phản công để ghi bàn thắng nữa, nhưng đáng tiếc cho tình huống không ăn ý. Bóng đã được phá lên. Hết sơ. Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. 3 điểm nữa cho thầy trò huấn viên Park Hang-seo. Và chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng G. Vâng, một trận đấu cực hay, kịch tính và hấp dẫn. Và đội tuyển chơi hay hơn. Không phải chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta nói như vậy. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể kiểm soát bóng không bằng Malaysia, nhưng lối chơi là rất rõ ràng, những pha phù hợp là đồng điệu hơn và số cơ hội nguy hiểm là nhiều hơn so với đối thủ, và chúng ta xứng đáng với việc có được 3 điểm trọn vẹn ở trận này, mặc dù đây là một trận đấu rất khó khăn.